Ủa gì tắm 1 7 3. Cover ở dưới một hai người cover đi để hai để một đội leo lên thôi. Ok. Rồi leo đi đường nào đấy? À đằng sau này, đang đằng sau này. Ở dưới ở cover đi, anh đang leo lên rồi. Đấy em và anh leo lên phải hai người. Không biết trên đấy có mấy người, anh cẩn thận nhé. Bên cảnh sát lên cùng anh là 2-3 người nữa. Em đang đi sau anh nhỉ. Alo, mọi người đang đâu rồi? Em đang gần cái sân bệnh viện đó. Em đang bắt cái thằng bắn trên nóc anh. Ok, bây giờ tất cả di chuyển sang đồn LS để setup máy bay trực thăng đi. Em hạ được một đối tượng là Phúc Gia Ben có hành vi khịa với Calamon rồi. Em hạ được hai đối tượng truy nã nhá. ALT4 rồi, ALT4 rồi. Ui, chết rồi. Ui, rơi mẹ khẩu súng rồi. Đậu rồi, xanh. Ai có bộ sơ cứu nếu mà trong khu vực ổn thì cứu đi, còn không thì rời về. Đợi lên đây. Còn cứu đâu, đi hỗ trợ, mất súng có sao đâu. Phúc thôi, để cứu thằng, có để bộ sơ cứu để bắt thằng chiếu Marcus hơn. Để là bộ cứu đi. Cứu quá. Để đi. Không cứu. Anh Đạt chở Chu vào đồng EOS đi. Bồi chạy vào đồng EOS đi bồi. Tí về cấp súng cho em là được. Không cần cứu đâu. EOS về đi với bồi. Nghe này, cái thằng mà bắn trên nóc nó AOV mà nha. Giờ phải cho một người hay hai người sở cao chứ đi. Rồi thằng Steven Fan nó nắp đúng rồi nè. Anh em qua đồn người ta lịch sự nhá, trật tự nhá. Rồi, những ai qua đồn thì di chuyển hết vào bên trong. Ý, chú. Thôi mình đi ở ngoài cho em. Anh và em đi ngoài thôi. Rồi mọi người đến đồn FS thì di chuyển hết xuống tầng hầm nha. Đi chú ơi. Một người về lấy cho em khẩu MK2 được không? Cứ là về tính lấy á. Ok. Đăng hồ sơ nhờ. Đây em đăng. Tá sĩ với Strawberry đang dùng bộ sơ cứu, hình như là cũng có ý định dùng bộ sơ cứu để cứu Phúc Japan. Ấy, cứu cho nó cứu. Đội Calamine phá thì bắn chết tại chỗ cho nó nằm nữa cho nó biết chứ người ta. Phút đây chờ đây bắt Phúc Japan là đi gì đấy. Có anh Thành Đạt có ngoài cửa. Có video không? À, anh Tùng ơi, bảo bên FBD rút về đi, bên lại biết đi rút về chuẩn bị lực lượng rồi. Ngu rồi. Từ từ mình để bên đây sẽ ok rút về đi, bảo rút về đi. Lấy hai hàng làm chuẩn lên em ơi. Bên FBI và công ba hàng đi, hơi đông. Ủa, mọi người đang xếp hàng đâu đấy? Kiếm ra ga xe của FBD. Mọi người chuẩn bị nhá, mình qua lấy thêm giáp để cấp súng cho thằng Storm. Ok. Quay video đầy đủ nhé mọi người. Thôi con nãy giờ quay video. Storm R về chưa? 140 giây nữa. 140 giây nữa thì alo vô lại đi. Làm gì anh? Alo, à chưa dính con bát đâu. Không sống được. À không. Em cầm một cây. Thiển cầm một cây. Anh Dũng bắn không? Em đưa anh bắn này. Em đi ép đầu xe. Chủ yếu là truy đuổi anh Dũng ơi. Cây SMG MK2 khỏe thật. 30 viên chết hai thằng. Không đến 50 viên. Em nghĩ là giờ mình chỉ cần một snip thôi anh Dũng ơi. Ủa, chủ yếu là truy đuổi thôi anh Dũng ơi. Mình cái người snip cầm snip đó. Chủ yếu là truy đuổi nó trên đường thôi cho nó cũng không đứng lại để nó làm gì hết thôi. Bin với Hiển á. Nhưng mà để một người. Để không có sao để một người đi hai người đi thì phải lấy hai cái máy bay với lại hai người lớn để lái. Chưa hết 5 phút khẩu súng đã mất bố rồi. Lấy snip để coi thằng Chiều nó đi đâu thôi. Tất cả mọi người di chuyển ra sau đồn nào. Đi chú ơi. Ở vậy là snip lên nóc nhà anh.
Anh Dũng, anh ở dưới hay là anh... Đấy, em đang dưới cây số rồi. Dưới trong vòng. Anh em mình xếp hàng ở đây, anh em mình xếp hàng. Ba hàng em. Anh em mình xếp hàng ở đây để anh Dũng đứng trên thôi. Cho nhìn cho nó chuyên nghiệp xíu. Ở tầng hiển hồi nãy nó ấy đâu, anh Tùng hồi nãy không về cấp súng luôn đi. Anh Tùng phải ra bệnh viện đón em, ra bệnh viện đón em. Anh nhưng mà Mickey hay ông anh Dũng có cho không? Cho thì dám cấp nha. Thì cấp súng cho anh Tùng với anh Kim nó đi hỗ trợ anh em thôi, với lại giờ thiếu nhân lực mà. Sao Mickey? Đứng ra một hàng. Cấp nha. Cấp đi. Rồi, ra bệnh viện đón em mày. Đi. Chung chung qua đây, chung qua đây với anh luôn đi chung, em chưa lúc rồi 20 mà. Đi chung với anh đi. Mẹ tí bắt được thằng truy nã. Wow, bọn này dùng bộ sơ cứu vẫn cứu được. Mấy đối tượng Edu vẫn set up ở khu vực 8172 và 8175. Thôi em về trụ sở thôi, anh Cường đéo em về rồi. À. Má thằng nhân võ treo rồi. Sorry nhá, sorry nhá. Anh Tùng với lại Kim về trụ sở nha. Đây anh về đây. Anh có đạn hồi đấy nó có thu không nhở? Không. Hay cấp mỗi súng rồi nhở? Phúc tao ban vào trụ sở làm gì đấy? Bắn luôn. Nó kiện. Rồi, bạn Phúc nó kiện vừa xong đấy. Em biết làm gì đây? Kẻ che đi. Tôi muốn gặp giám đốc FBI. Chuẩn bị nghĩ nếu mà xe đáp thì xe đáp bạn này nhá. Bạn muốn gặp thì ngày mai qua lại nhá. Bây giờ chúng tôi đang hỗ trợ thành phố. À, thế là mấy giờ nhỉ? Chiều mai khoảng 15-16 giờ chiều. Bạn có thể quay lại nhá. Đang không quay chứ ai. Tính ông ấy coi bạn đi bắn cái người dân là dễ rồi. Ờ ok. Được rồi. Ngu rồi. Cho nó đi tù luôn đi, để nó đầy mình. À, tổng 1 chứ, cấp súng vào tổng 1 chứ, đi đâu đây? 47 mà. À, 47 à? Anh Hiển ơi, em 1 MK2. Ok. Đầu xem qua kho ạ. Kho còn dư thì cấp bao nhiêu kho? Kho còn một cây của anh, một cây của Kim. Ui, MK2 có 5.000 ạ. Đậu xanh. Rồi, còn 2 cây, để em lấy luôn, nâng cấp. Mọi người cứ lên tầng 47 đi. Đây em lên nào. Chơi cái vô tới công chuyện cái tụi tấp này cái cho nó biết để nó gáy hoài. Ơi, cố lên mọi người. Mọi người được mở súng nhá, thích nhá. Thích tí gì nữa. Chính ra tại xe nó yếu chứ đâu phải là xe mình ở đâu. Nãy hốc có 4 mấy. Bắn nhanh rồi, bắn đấy rồi hết mẹ trăm nghìn. Nào, nhặt tao, từng người một. Rồi, ai nhặt rồi? Anh Tùng. Anh nhặt rồi thì anh ra đi, cho người khác nhặt. Kin. Rồi, em nhặt rồi. Anh nhặt nhà chú ơi. Chú. Có hai người có thôi. Không có đạn, không một viên nào. Chạy đi chỗ lẹ chú ơi, đi chắc tới sáng luôn quá. Chạy đi chú. Tạm 5 băng chứ đi. Hết, khó hết rồi. Mẹ thấy cậu thang chết liền luôn á. Ôi trời, lên đây gì tàn hình luôn vậy? Anh lại không thấy cầu thang. Lại bị lắp map rồi. Lắp map rồi. Lan rồi, đây rồi. Hồ sơ làm hết hồ sơ nha. Rồi cấp xong rồi thì tí anh em làm hết hồ sơ nha. Làm xong rồi anh ơi.
Em đi với anh Đức hả? Anh Đức quay lấy súng ra đi quân.